Chào tất cả các anh em nha. Thì cũng mới thu đợt nữa anh em. Đợt này quá trời mưa luôn, mưa quá xẹp sụp hết trơn. Này thu không được nhiều con hết. Thì chung thì mấy cái này thì mình cũng phải chịu thôi anh em ơi. Ổng gài thì cũng ít ra video anh em. Ngày cũng có nhiều việc quá. Hôm nay thì mình cũng tính vác lên rồi nhưng mà mưa tới nữa rồi. Vét lên cái nó chảy xuống. Đó. Anh em thấy nó lòn hết trơn rồi. Thì anh em nào làm thì cũng thấy nha, rút kinh nghiệm nha. Làm sao cho bò nó cao đẻ tốt. Tại vì của mình cái này nó quá trời lâu rồi. Mấy năm rồi mình không có thay đất nè. Mấy anh em có đất thì mấy anh em thay vô, thêm vô nó cao lên thì nó sẽ đẻ tốt ha. Thì mới thu đợt này hết này cũng được mười mấy ngàn thôi. Để ít lắm. Giảm xuống gần phân nửa. Nó lên ra hết trơn này, tính vác lên, bữa nay tính vác lên mà quá trời mưa luôn, vác lên cũng như không, nó chảy xuống nữa. Thì bữa nay chia sẻ cho anh em cái tại cái mô hình anh em mới làm ha. Thì mấy anh em được rồi thì cũng thấy là mưa nhiều quá anh em. Thì một số anh em làm dưới ruộng á, bữa nay tính đi quay một số cái mô hình cho anh em xem, nhưng mà bữa nay mình để nắng lên mình vét cho rồi, tính hôm qua vét cho xong. Thì đó là cái mô hình đó, thì mấy anh em làm cái bể nổi với cái bể chìm ha. Đó, thì mấy anh em đào âm xuống đất á, thì làm dưới ruộng thôi đó, thường thường đào âm đó, thì mấy anh em cái đó là kêu một bể chìm anh em. Thì mấy anh em coi cái bờ đê của mình ha, cho cao ha. Đó. Tại vì không mấy anh em thấy là có rất nhiều anh em mình bị mưa gặp nó ra lương rất là nhiều. Anh em làm sao để làm cái bờ đê mà mình bơm nước cho nó tốt thì lúc đó thì mình sẽ nó lương nó sẽ đã tốt đó. Còn nếu như mà mấy anh em làm bờ cao rồi á mà nó vẫn còn nước nó vẫn còn ngập thì mấy anh em làm cái chỗ xả tràn nè bự lên, hoặc là hai ba cái xả tràn nha. Đó, của mình làm cái gì mà nói còn xả không được này 60 anh em. Thành ra là nó còn nhiều cái lắm. Nó bị sụp rất nhiều. Nó không khô được cái mặt á anh em, nó chài ra. Ở vậy khó. Còn cái anh em làm theo cái bể nổi như mình á, nó không có bị ngập ha. Đó. Bạc nó cũng ngục hết rồi. Này năm thứ 3 mình làm ở đây, năm thứ 3 rồi. Ra là nó bị một bà cái này, chúng mình cũng xong đợt này chúng mình cũng thay. Thì hổng gài thì mình thấy giá lương thì nó cũng chồng vậy thôi anh em. Giá thì anh em bán theo cái giá của tùy theo anh em. Thì loại thì cái loại lương, mẫu lương mà anh em bán giá nó cũng xuống rất là nhiều. Chung này xuống quá thì cũng không có lợi nè. Xuống quá không có lời, làm thì người mua, người nuôi thì người ta bắt mình xuống giá nhưng mà lại không bắt được cái thức ăn với lại lương, là thương lái mua lương thịt cũng khổ ha. Thì làm thì cũng phải gieo thôi, nhu cầu thị trường thì mình phải cung, nhưng mà cái là anh em xuống giá thấp quá khó bán lắm nha, sau này anh em lên giá lại khó bán lắm. Thì trùng cái giá mình còn ương, mình còn thời gian ương rất là lâu, 3 tháng đó, không biết lương nó làm sao nữa. Thành ra là mấy anh em cứ giữ giá cho tốt, chứ giá mà thấp quá anh em cũng thể lỗ ha. Người ta làm nhiều, mấy anh em làm nhiều quá thì mấy anh em bán bột đa số, mấy anh em có khỏe rồi, nhưng mà cái về bán bột về người ta ương nữa đó, khổ lắm. Giá giờ chua. Thì cũng chia sẻ cho mấy anh em mấy cái, nếu mà làm bể nổi như vậy á, thì mấy anh em xem lại cái lỗ xả ha, với lại đất cho nó cao lên, tránh tình trạng mưa nè, được mấy anh em tấn dán tấn bao gì đó cho tốt. Còn rút kinh nghiệm chỗ của mình thì nó bị lền, tại vì mình không có thời gian đâu mình làm nữa anh em. Làm gì thứ bảy chủ nhật, giờ thứ bảy hôm qua mưa ầm ầm không có làm được, giờ nắng lên đang làm không biết rồi không. Nó tranh thủ thời gian. Còn mấy anh em làm ở nhà thì mấy anh em làm kỹ tốt, bờ nó cao, trắng dáng nó lên thì nó đẹp, nó đẻ nhiều. Ngay mưa này nó đẻ rất là tốt đó anh em.
Còn làm dưới dưới ruộng thì mấy anh em phải làm cái bờ đê cho cao. Như được rồi, mưa nước lũ nhiều á, có mấy anh em trong nhóm mình nó nước nó tràn vô bể đê như chỗ anh Tâm ở dưới thì nó tràn luôn nè. Tràn vô rồi nó ngập lương nó ra ngoài rất là nhiều luôn, hao hụt rất là nhiều. Thì coi như mấy anh em nào mà mới bắt đầu làm thì mấy anh em phải coi lại cái mô hình của mình ha. Coi cái địa điểm mình làm cho nó tốt. Bờ đất cho nó cao. Chất lượng đất cho nó tốt, cho nó đẻ nó tốt. Còn nào mấy anh em chưa chưa có chuẩn bị được thì mình nên coi lại ha, để nó thất thoát cái mệt lắm. Rồi mắt trắng hết mọi người ơi, mình có mấy cái bùn lương bố mẹ đẻ, bây giờ nó ngập hết trơn rồi, lúa thì giờ nó giật xuống rồi đó. Rồi mắt trắng hết, ngập lụt hết rồi bà con ơi. Mắt trắng hết luôn rồi. Còn vẫn mưa tiếp tục nữa. Hiện nay cũng có ông anh hỏi em hỏi là đó giờ anh muốn nuôi lươn rồi chuẩn bị gì. Hỏi nhìn nhìn mình nói thật ra là mấy anh em phải chuẩn bị tiền á. Chuẩn bị tiền á đã. Còn cái đầu cái nữa là phải kia nắm được kỹ thuật anh em. Còn nếu như mà anh em không nắm được kỹ thuật cũng căng lắm. Ấy mình phải kêu anh em phải nghiên cứu. Nghiên cứu là những cái clip hay là những người đã đi trước đó, mình học hỏi người ta. Chứ còn giờ bắt đầu vô mà kêu mình hỏi mình chuẩn bị thì phải chuẩn bị từ ban đầu rồi, lâu lắm. Bắt tay vô làm. Hay là anh em mình gặp nhau trực tiếp thì chia sẻ với nhau lại xem mô hình của người này người kia rồi mình học hỏi ha. Đó, có mấy anh em hỏi thì mình cũng trả lời cho mấy anh em như vậy. Bây giờ mấy anh em kêu chuẩn bị thì anh em phải chuẩn bị tiền đó nè, hỏi tiền mình mới làm được ha. Chứ còn bây giờ mà kêu mà chuẩn bị không biết chuẩn bị gì ngoài tiền. Làm có tiền mình mới làm được anh em. Rồi có mấy cái chia sẻ như vậy thôi. Thì hoặc đợt này thì lương nó đợt trước thì mình cũng được 20 mấy ngàn, đợt sau này cũng được 10 mấy ngàn thôi anh em. Thì mỗi bể như vậy mình thu khoảng tầm khoảng 1 ngàn đến 2 ngàn con thôi. Anh em đừng có mà thấy người ta nói làm bể đủ nuôi, bể 2 bữa đủ nuôi. Thì 1 ngàn 2 ngàn con là nhiều rồi. Nếu như mà nó vô đợt đẻ thì con bể này tầm khoảng 3 ngàn. Đó, vô đợt đẻ tốt anh em. Tại lương của mình thì nó cũng thưa. Để mình thả nó thưa chứ không có dày. Mấy anh em thả 10 con, 15 con cơm 1 mét. Mình thả chỉ có 6 đến 8 con thôi. Đó, rồi nó hao nữa anh em. Rồi nó hao thì bên này còn có 3 mấy con rồi. 10 mét vuông mà thả còn có 3 mấy con, nó hao hơi nhiều. Tại vì mấy anh em coi mấy anh em thả lại kỹ, mình rút kinh nghiệm, mình có chỉ cho mấy anh em cách xử lý rồi ha. Lúc trước về thì mình bị hao hụt cái này á, là do mình bị cái lục bình đó nè, bình 3 con đĩa cá đó. Cho nên là nó bị hao nhiều. Mấy đĩa cá mấy anh em chỉ rồi, mình sẽ chỉ cho mấy anh em rồi đó. Đặc biệt mấy đĩa cá ha, mà mấy anh em mà không phơi khô, mấy anh em không xả ra xả vô là nó còn hoài, nó tiềm ẩn hoài. Đây là được rồi, mình xả vô ra nè, là tại vì cũng phải là ba bốn lượt thu nó mới hết đó. Để cá này mấy anh em căng lắm, mấy anh em đã đẩy ba cái thằng nội ngoại ký sinh xong với lại cái diệt khuẩn ở ngoài nữa, tại vì nó đẻ vô nó bám vô rồi. Mấy anh em đánh sổ dung sáng đó, thằng Hadaclin hoặc là thằng Vim Lia đó, thì mấy anh em cho nó ăn vô, cho ăn xong rồi bắt đầu cái mấy anh em tạt tạt mấy thằng diệt khuẩn đó, diệt ký sinh đó. Đó, mấy anh em tạt cho nó nhả ra, mấy anh em xả nước ha. Xả nước xong mấy anh em đánh thuốc tím hoặc iốt lại đằng mấy chỗ mất nó cắn trong lương mình đó, đằng nó diệt khuẩn ha. Chứ còn mấy anh em mà không không đánh diệt khuẩn đó, là con lương mình nó lở lét đó, nó lở lét coi như là lở lét là nó bị chết đó. Ha. Rồi một số con là nó bị nhiễm ký sinh trùng nữa, nó lây nó cho cái bầy con luôn. Đặc biệt hiện tại giờ mấy anh em để ý là lươn bột vô là chết ha, cũng là do một số cái phần cái thằng nhiễm ký sinh trùng ở ngoài đó, do nhiễm từ bố mẹ. Thì mấy anh em phải kỹ như thường xuyên cũng như mình lên này, mình sẽ phơi phơi trong khoảng 1 tuần gì đó cho nó khô hết trơn rồi đầu mình vô nước mình tạt thuốc tím đó.
nếu anh em tốt quá thì mấy anh em lấy thức ăn lúc tí mình tưới trên đó, rồi cho nó rút xuống, rồi mấy anh em vô nước ha, diệt khuẩn tận gốc luôn, nó chảy theo vô hang á, rồi chúng ta vô nước vô ta ngâm nó. Đó, được thì chúng ta làm lại xã quận nó giống hệt như mình làm cải tạo từ ban đầu vậy đó. Đó. Mấy anh em phải chú ý cái đó ha. Còn nếu mà làm mà không kỹ mà vô mà hiện tại giờ mấy anh em vô luôn bọc cái chổng, mấy anh em chị càng chị nó càng chết luôn. Một mấy anh em đánh thuốc sát khuẩn vô là đi, đánh mạnh quá là đi, hiện tại chết thì co giật chết nè anh em, còn lõng hoàng cũng chết, chết co chết thẳng như tùm lum hết trơn đó. Thì thành ra là bây giờ là nếu như mà không có cách chị nào đó, thì mấy anh em phải làm theo cái ngừa thôi, nếu như mà không ngừa được thì chị cũng không nạt đâu. Là vậy thôi. Rồi xung quanh có mấy cái vậy không gài thì không có ra video nhiều cho anh em xem ha. Nếu như mà có thời gian thì mình sẽ đi quay một số cái mô hình của vòng vòng ở đây có mấy anh em làm nữa. Thì làm vòng vòng thì mấy anh em làm cũng có hiệu quả. Chỗ anh Nhật được rồi cũng ngập nữa nè, nhưng mà không có tràn vô tại cái bờ của anh cũng cao. Rồi, có mấy cái chia sẻ với anh em như thế ha. Rồi, chào tất cả anh em.